Bà viết sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đông bằng đấu nào thì cũng được đông trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Suy niệm: Hãy sống nhân từ. Mahatma Gandhi, một nhà ái quốc Ấn Độ lúc còn trẻ, ông sang Anh Quốc học nghề luật sư và nhờ đó có dịp tiếp xúc với Kitô giáo. Ông đọc phúc âm thường xuyên và rất say mê Chúa Kitô. Đặc biệt ông thán phục hiến chương tám mối phúc thật và đấy đó làm nguồn cảm hứng cho đường lối bất bạo động của ông trong việc giành lại độc lập cho dân tộc mình. Tuy nhiên, có lần ông đã tâm sự với một người thân cận rằng dù thán phục giáo lý của Chúa Kitô nhưng ông không thể trở thành kẻ tin Chúa vì ông thấy nhiều Kitô hữu không sống tám mối phúc thật của Chúa. Ông nói: Tôi yêu mến Chúa Kitô nhưng tôi ghét người Kitô hữu vì họ không giống Chúa Kitô. Nếu họ giống Chúa Kitô thì dân Ấn Độ chúng tôi đã trở lại công giáo rồi. Nhận xét của Mahatma Gandhi trên đây phải cảnh tỉnh chúng ta về ơn gọi và trách nhiệm của chúng ta. Là người Kitô hữu, chúng ta phải sống như Chúa Kitô, phải có những tâm tình từ bi nhân hậu, yêu thương như Ngài. Tin Mừng hôm nay là một bản tóm lược giáo huấn yêu thương của Chúa. Ngài mặc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa là Cha nhân từ, đồng thời bày tỏ cho chúng ta biết phải sống thế nào để xứng đáng là con cái Cha trên trời và cảm nhận được tình yêu của Ngài. Thế nhưng, Thiên Chúa là đấng vô hình, không ai đã thấy Ngài bao giờ, ngoại trừ con một Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chính Ngài đã tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa như thế nào, và chỉ qua Ngài, con người mới có thể thấy và cảm nhận được lòng nhân từ từ Thiên Chúa. Do đó, khi mời gọi chúng ta hãy nên chọn lành như Cha trên trời, Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng Ngài là mẫu mực của sự chọn lành. Chỉ có Ngài mới có thể trọn vẹn lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Ngài đã tóm gọn cả cuộc sống người Kitô hữu bằng mệnh lệnh: Hãy theo ta, nghĩa là hãy sống như Ngài, sống bằng chính sức sống của Ngài, để có thể nói như Thánh Phaolô: Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Nguyện cho sức sống Chúa Kitô mà chúng ta tiếp nhận qua Thánh Thể và các bí tích làm chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Ngõ hầu lòng nhân từ của Thiên Chúa mà Ngài đã thể hiện cũng được tiếp tục tỏ bày qua cuộc sống của chúng ta.